Kính chào quý vị, tôi là MC ảo của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo, 6 giờ, hôm nay, ngày 5 tháng 11 năm 2021. Thưa quý vị, chiều tối ngày 4 tháng 11, nhân ngày pháp luật Việt Nam 9 tháng 11 năm 2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, cán bộ, công chức khối các cơ quan pháp luật tư pháp, nghiên cứu lập pháp tại Quốc hội. Bài báo Chủ tịch Quốc hội mong cán bộ xây dựng pháp luật phải chuyên nghiệp, bản lĩnh đăng trên báo điện tử nhân dân.vn. Phát biểu ý kiến tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, ngày pháp luật Việt Nam là ngày của toàn dân, ngày thượng tôn và bảo vệ pháp luật. Nhưng với người làm công tác lập pháp trong cơ quan lập pháp là Quốc hội thì lại càng có ý nghĩa gấp bội. Đây là dịp để gặp gỡ, giao lưu, tăng cường hiểu biết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong công tác tốt hơn. Nhắc tới những công việc mà đội ngũ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, cán bộ, công chức khối các cơ quan pháp luật, tư pháp, nghiên cứu lập pháp tại Quốc hội trong thời gian qua. Đó là việc giúp Đảng đoàn Quốc hội sớm ban hành chương trình hành động, của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13, của Đảng. Ngay sau đó, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chủ động triển khai nhiều việc theo chương trình hành động. Đội ngũ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, cán bộ, công chức khối các cơ quan pháp luật, tư pháp, nghiên cứu lập pháp tại Quốc hội đã giúp Đảng đoàn Quốc hội phối hợp với các cơ quan hữu quan trình Bộ Chính trị xem xét. Ban hành kết luận số 19 ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ Chính trị về đề án định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử lập pháp, Bộ Chính trị ban hành kết luận và đề án định hướng chương trình xây dựng pháp luật toàn khóa với 137 nhiệm vụ lập pháp. Đây là một thành công rất lớn. Chủ tịch Quốc hội mong rằng, những người làm công tác xây dựng pháp luật trong Quốc hội phải hết sức chuyên nghiệp, bản lĩnh, dám nói thẳng, Nói thật, quán triệt cơ sở chính trị quan trọng của đất nước ta là đảng lãnh đạo, quyền lực nhà nước là thống nhất và có sự phân công, phối hợp, phát huy cao độ tinh thần dân chủ trong hoạt động, lắng nghe ý kiến của các cơ quan liên quan, ý kiến của cử tri, nhân dân và lắng nghe lẫn nhau, bảo đảm minh bạch, công khai, không để xảy ra hiện tượng cài cắm lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật. Quan trọng nhất là đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước theo hướng hiện đại, bền vững và yêu cầu hội nhập quốc tế. Đó là yêu cầu rất cao mà cử tri và nhân dân đặt ra với Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, thời gian tới, những người làm công tác xây dựng pháp luật trong Quốc hội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống và kết quả đã đạt được, tiếp tục gặt hái được nhiều thành quả hơn. Thưa quý vị, ngày 4 tháng 11, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết tiêu chí của Việt Nam trong công nhận hộ chiếu vaccine của nước ngoài. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam đang tạm thời công nhận mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng, hộ chiếu vaccine của 72 quốc gia và vùng lãnh thổ đã được giới thiệu chính thức đến Bộ Ngoại giao. Theo đó, người mang các giấy tờ này được sử dụng trực tiếp ở Việt Nam và được giảm thời gian cách ly tập trung xuống còn 7 ngày theo hướng dẫn của Bộ Y tế về rút ngắn thời gian cách ly cho người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi COVID-19 danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ đã giới thiệu chính thức mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng, giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 được cập nhật thường xuyên tại cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự của Bộ Ngoại giao. Người đến từ các nước và vùng lãnh thổ chưa giới thiệu chính thức mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng, giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 cho Việt Nam có thể liên hệ với các cơ quan đại diện Việt Nam ở sở tại để hợp pháp hóa hoặc xác nhận nội dung các giấy tờ nói trên. Đây chỉ là giải pháp tạm thời trước khi Việt Nam chính thức công nhận hộ chiếu vaccine của nước ngoài để được công nhận chính thức, hộ chiếu vắc xin nước ngoài cần đáp ứng bộ tiêu chí công nhận và sử dụng hộ chiếu vắc xin của các quốc gia và vùng lãnh thổ tại Việt Nam đã được lãnh đạo chính phủ phê duyệt. Cụ thể, mẫu hộ chiếu vắc xin phải được cấp đồng thời trên môi trường điện tử và bản giấy, phải mang mã xác thực do các quốc gia trên vùng lãnh thổ có hệ số an toàn cao, tỷ lệ tiêm chủng rộng rãi cấp vắc xin phải được tổ chức y tế thế giới, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Mỹ hoặc cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu hoặc Bộ Y tế Việt Nam cấp phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo chính phủ, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang cân nhắc việc mở rộng đối tượng được nhập cảnh Việt Nam để áp dụng vào thời điểm thích hợp tiến tới sớm nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ. Bộ Ngoại giao cũng đang khẩn trương trao đổi với khoảng 80 đối tác để đẩy nhanh việc công nhận lẫn nhau hộ chiếu vaccine. Thưa quý vị, Ngày 4 tháng 11, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc nhiều tàu Trung Quốc hoạt động tại bãi Ba Đầu, quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định, như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế, được hưởng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của mình, xác lập phù hợp với công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Việt Nam kiên quyết kiên trì thực hiện các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế để bảo vệ các quyền hợp pháp và chính đáng đó. Việc các tàu Trung Quốc hoạt động trong phạm vi lãnh hải của sinh tồn Đông, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm các quy định của công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982, đi ngược lại tinh thần và nội dung của tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC). Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút tàu cá khỏi khu vực nói trên và tôn trọng chủ quyền của Việt Nam thiện chí thực hiện công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982, nghiêm chỉnh tuân thủ DOC, tạo môi trường thuận lợi cho việc đạt được bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông DOC giữa ASEAN và Trung Quốc, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và trật tự pháp lý trên biển tại khu vực. Thưa quý vị, lạc giữa các tuyến đường trên con phố, với mong muốn được người tham gia giao thông an toàn, gần 2 năm qua, ông Bùi Thanh Thuận, 45 tuổi, ngụ Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, An Giang vẫn cầm cụi vá đường miễn phí. Theo ghi nhận của phóng viên tại tiếng đường Lý Thái Tổ nối dài, Ung Văn Khiêm, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, dưới cái nắng chói chang, ông Thuận đẩy chiếc xe ba gác đã chuẩn bị sẵn đồ nghề, lọ mọ quan sát tìm những ổ gà để vá. "Tôi làm công việc này thường vào lúc sáng hoặc trưa để hồ nhanh khô. Tôi chịu cực một chút" Chứ trời chuyển mưa hay không nắng là hồ lâu khô khiến các ổ gà, ổ voi vừa vá xong không đảm bảo chất lượng. Ông Thuận vừa đẩy xe và quan sát nói. Thấy một ổ gà tại tuyến đường Ung Văn Khiêm, ông Thuận cho xe ba gác dừng lại bên vệ đường. Lúc này, ông lấy chiếc bay, búa, các xô nhựa chứa đầy hồ sách lại chỗ gà, đồng thời dựng hai trụ cảnh báo để người tham gia giao thông nhìn thấy. Ngày trước, tôi không có trụ cảnh báo đặt nên lấy vài cục gạch để làm tín hiệu. Có một người tham gia giao thông không nhìn thấy tí là vào vào tôi cũng may tôi né được và người đó thấy vậy liền cho tôi hai trụ cảnh báo để làm tín hiệu cho tới bây giờ ông thuận tâm tình việc đưa ông thuận đến công việc vá đường là khoảng hơn hai năm trước tình cờ ông đi trên đường thấy một phụ nữ đi xe gắn máy bị sụp ổ gà và bị chấn thương rất nặng vụ tai nạn đó khiến bản thân ông bị ám ảnh rồi từ đó ông quyết định tình nguyện đi vá đường với mong muốn không ai gặp tai nạn như người phụ nữ đó tôi tình nguyện vá đường để làm việc hướng thiện vì vá đường sẽ giúp cho nhiều người không bị té hay bị tai nạn là tôi cảm thấy an yên, ông Thuận bộc bạch. Theo quan sát của phóng viên, cách vá đường của ông Thuận cũng khác lạ. Sau khi làm sạch các ổ gà, ông Thuận sẽ tưới nước rồi rắc xi măng, đổ hô xuống các ổ gà và trám cho đều. Sau đó, ông trộn hồ khô đổ lên bề mặt và tiếp tục trám đều. Mỗi ổ gà, ông Thuận mất khoảng 20 phút để hoàn thành các công đoạn vá đường. Với những ổ gà lớn hơn sẽ tốn thêm chút ít thời gian. Vá thì nhanh, nhưng sách nước, xin nước, bưng bê vật liệu thì vừa tốn sức, vừa mất thì giờ. Ông Thuận nói, Hỏi tại sao ông tóc vàng và bao giờ thì không làm nữa? Ông Thuận chỉ cười nói, tôi tóc vàng do đi ngoài nắng điếc cháy tóc. Còn việc vá đường chừng nào không đi nổi nữa thì tôi nghĩ. Một cán bộ phường Mỹ Phước cho biết, hành động của ông Thuận là rất tốt, nhưng phải phối hợp với chính quyền địa phương và ngành chức năng để được hỗ trợ, hướng dẫn để đảm bảo an toàn giao thông. Được biết, ngoài ông Thuận, trước đó còn có ông Cao Văn Long, 77 tuổi, ngụ phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên. Hơn chục năm qua ông Long cùng với chiếc xe đạp không ngại khó nhọc đi vá ố gà trên nhiều tuyến đường thành phố Long Xuyên để giúp cho người dân đi lại thuận tiện, an toàn và hành động của ông Long đã được Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể gửi thư khen ngợi. Thưa quý vị, là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Bình Thuận, Sa Mạc Cát Quà Thắng ở xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận gồm nhiều đụn cát đồi cát và được đánh giá là sa mạc cát lớn nhất tại Việt Nam. Nằm cách thành phố Phan Thiết khoảng 50 km về phía Bắc, đồi cát qua thắng trải dài dọc theo bờ biển Hồng Rơm, song hành với tỉnh lộ 728B. Tuyến đường được mệnh danh là một trong những con đường đẹp nhất miền Trung. Dưới ánh nắng chói chang, đồi cát qua thắng hiện lên với vẻ đẹp tráng lệ, có phần kỳ bí và huyền ảo. Những đường nét uốn lượn mang lại các hình khối với muôn hình vạn trạng, gợi ra cho lòng người trí tưởng tượng không ngờ đặc biệt trong làn gió chiều. Đồi cát dường như đang chuyển động không ngừng nghỉ, đúng với tên gọi đồi cát bay mà cư dân địa phương đã đặt. Đồi cát còn là điểm thu hút giới nhiếp ảnh, hấp dẫn du khách bởi những đồi cát điệp trùng với đường nét, mảng khối kỳ ảo, thênh thang, uống lượng mê đắm lòng người. Đồi cát ở đây không cao như ở mũi né, phan thiết nhưng có nhiều dáng vẻ, hình khối là thường. Trong số những đồi cát ở Quả Thắng, đồi cát có tên trình nữ, được giới nhiếp ảnh nghệ thuật cả nước mệnh danh là đệ nhất đội các Việt Nam, bởi chỉ một màu trắng tinh khôi, mang dáng hình thon thả, gợi cảm của một người thiếu nữ là cảm hứng sáng tác của rất nhiều nhiếp ảnh gia. đôi cát nơi đây chuyển động theo từng đợt gió nên còn được gọi là đồi cát bay. Giữa mênh mông đồi cát là hai bào lớn quanh năm đầy nước, là nét chấm phá rất riêng, tạo nên cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, hữu tình. Bầu nước lớn dài trên 4 km, rộng 400 m chia làm hai phía, phía ngoài là bào ông nhỏ dài, phía trong là bào bà rộng, sâu. Đến với đội các quà thắng, du khách có thể tham gia các trò chơi như kéo co, câu cá, trượt các đầy hấp dẫn, lôi cuốn mọi lứa tuổi. Cảnh quan nơi đây có sự kết hợp tuyệt mỹ giữa những cồn cát uống lượng mềm mại ánh lên, trong nắng và hồ nước xanh thẳm tạo cảm giác kỳ ảo, đối lập giữa cát và nước, giữa sự khô cằn và dòng chảy mát lành hồi sinh vạn vật. Vượt qua mảng xanh là bắt đầu vào đoạn có các đội cát đẹp nhất của quà thắng. Các đội cát lớn liên tiếp nối nhau, có cả bức tường các cao hơn là thử thách thực sự đối với đoàn khi nhiệt độ ngày càng tăng và đôi chân vừa mỏi vừa bị ngắm nước mưa. Khu đội các quà thắng nằm tiếp giáp với bờ biển xinh đẹp hòn rơm quanh nằm xanh biếc, mang lại cảm giác vừa hiền hòa, vừa dễ chịu nhưng có gì đó rực cháy và sao xuyến. Đây sẽ là một trong những điểm đến lý tưởng mà du khách nhất định phải trải nghiệm tại Bình Thuận. Thưa quý vị, từng là kinh đô của Thái Lan trong khoảng 400 năm, Ayutthaya còn lưu giữ những đền đài và cung điện độc đáo, giàu tính nghệ thuật. Ayutthaya được vua U Thông khai lập vào năm 1350, là kinh đô của vương quốc Ayutthaya cho đến thế kỷ 18. Tên gọi thành phố được đặt theo Ayodhya, quê hương của người anh hùng Rama trong sử thi Hindu. Trong khoảng 400 năm tồn tại, Ayutthaya đã phát triển thành một trong những trung tâm giao thương lớn nhất thế giới. Năm 1767, Ayutthaya bị tấn công và thiêu rụi bởi quân đội Miến Điện. Sau khi vương quốc Ayutthaya sập đổ, vua Rama 1737 đến 1809 thành lập triều đại Chari và dời đô về Bangkok. Ông đã sử dụng phương pháp quy hoạch đô thị và thiết kế kiến trúc của Ayutthaya cho kinh đô mới. Do vậy, du khách có thể cảm nhận hình bóng của Ayutthaya tại thủ đô đất nước Thái Lan hiện đại. Si Sanfet là ngôi chùa quan trọng nhất ở Ayutthaya thường tổ chức các nghi lễ của hoàng gia. Ba bảo tháp giác vàng được cho là nơi chứa tro cốt của các vị vua, bao gồm trai lát 1448 đến 1488, Borom Ra Cha 1488 đến 1491 và Rama Thi 1491 đến 1529. Tiếc rằng tất cả số vàng của ngôi chùa và trên tượng Phật cao 16 m đều bị quân miếng Điện cướp đi sau khi tàn phá Ayutthaya ba tháp nhọn hình chuông vàng ở vác Phra Si cũng là hình ảnh biểu tượng của Thái Lan ngày nay. Vác chai Wat Hanaram được vua Prajathong 1629 đến 1656 cho xây dựng dọc theo bờ sông Chao Phraya. Đây là ngôi đền bằng gạch lộng lẫy nhất ở cố đô Thái Lan, gồm rang noi cao 35 mét ở trung tâm, xung quanh là tám tháp nhỏ được bảo vệ bởi ba vòng tường thành. Với thiết kế kiến trúc tương đồng Angkor Wat, công trình không những là đại tưởng niệm dành cho mẹ đức vua mà còn gợi nhắc về cuộc chinh phục và thôn tính người khơ mè của vương quốc Ayutthaya. Vác Ma từng là nơi ở của tổ sư tối cao, thế lực tôn giáo hùng mạnh thời Ayutthaya. Ngôi đền được xây dựng bởi vua Borom Raja I một vào năm 1374, giờ đây chỉ còn là đống gạch đổ nát sau khi bị quân biến điện quỷ hoại. Nhưng dấu tích của hàng tượng Phật mất đầu và lớp gạch bồng tróc của Grand trung tâm tạo nên vẻ đẹp trầm mặc cho công trình 600 năm tuổi. Điểm nhấn thú vị ở Vát Ma Hai là đầu tượng Phật bị phủ kính, trong gốc cây mang lại cảm giác bình yên trong tâm hồn cho mỗi du khách. Vát Ra Cha được vua Borom Rác Cha 1424 đến 1448 cho xây dựng nhằm tưởng nhớ hai người anh trai của ngài sau cuộc tranh giành quyền vị đẫm máu. Ràng ở trung tâm của ngôi đền tượng trưng cho núi Meru, trung tâm vũ trụ theo quan niệm của Phật giáo và Ấn Độ giáo. Công trình còn lưu giữ những tác phẩm điêu khắc Garuda chim thần, rắn naga và các bức bích họa tuyệt đẹp trong hầm mộ. Bên cạnh những đền đài và cung điện nguy nga, du khách có thể khám phá cuộc sống thường nhật của người dân khi du ngoạn trên những con thuyền. Chợ nổi Ayutthaya là nét văn hóa địa phương đặc trưng của cố đô Thái Lan. Tại đây, du khách có thể mua những đồ lưu niệm nhỏ xinh như nón, khăn hay thưởng thức các món ăn Thái Lan nổi tiếng như tôm dăm canh chùa Thái, roti sai mai kẹo bông và mì thuyền khi ghé thăm Ayutthaya với giá trị kiến trúc và nghệ thuật độc đáo. Công viên lịch sử Ayutthaya đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1991. Sự phát triển của thành phố Ayutthaya hiện đại dẫn đến tình trạng các ngôi đền nằm rải rác giữa những khu dân cư và trung tâm thương mại. Vì thế, chính phủ Thái Lan đang lên kế hoạch mở rộng ranh giới công viên lịch sử nhằm bảo tồn các công trình kiến trúc đặc sắc còn sót lại Ayutthaya. Quý vị thân mến, Bản tin trợ lý ảo điểm báo 6 giờ sáng nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong bản tin trợ lý ảo điểm báo lúc 11 giờ. Thân mến chào tạm biệt.